Xin chào cả nhà. Hôm nay tiện Amber trồng cây kim ngân thần tài vào cái chậu composite 70-70 màu sock gray cho khách. Thì tiện đây mình sẽ chia sẻ về cái chậu composite có hệ thống Aqua Plus của Amber là như thế nào. Thì cái chậu composite Aqua Plus là nó sẽ được chia làm hai phần. Một phần bên dưới là khoang chứa nước, phần ở trên là chứa giá thể. Ở bên giữa là nó được ngăn bởi một cái vách composite và rất là nhiều lỗ thông thoáng. Nó đảm bảo cho cái rễ cây thông thoáng không bao giờ bị ngập úng. Và sau khi trồng cây với giá thể ở ngăn trên thì là Amber sẽ lắp thêm cái hệ thống tưới tự động hẹn giờ. Cái hệ thống tưới tự động hẹn giờ này là tùy khách chọn, là tùy chọn thêm thôi. À, khách cần tưới hẹn giờ thì sẽ mua thêm cái bộ tưới hẹn giờ này. Và không cần thì thôi, chúng ta tưới bình thường. Thì ở phía đằng sau nó có một cái ống dẫn nước xuống cái khoang chứa nước bên dưới. Mỗi lần châm thì chúng ta sẽ pha dinh dưỡng với nước và châm xuống khoang bên dưới. Cái này là đối với chậu có lắp máy tưới hẹn giờ ha. Thì khi mà cần châm nước thì chúng ta sẽ lắp cái phễu này vào, hoặc chúng ta để như này. Sau đó chúng ta sẽ châm nước pha dinh dưỡng vào. Cái này là mình làm ví dụ thôi nên mình không có pha dinh dưỡng. Được rồi. Đó, chúng ta châm nước là châm ở đây, nó sẽ dẫn xuống cái khoang chứa bên dưới. Và cái máy này nó là một cái máy hẹn giờ tưới tự động. Ở đây mình có cài đặt là 10 ngày tưới một lần, mỗi lần tưới 60 giây nước thì nó sẽ tự động tưới nha, chứ không phải là lúc nào nó cũng hút nước còn nó tưới đâu, đến giờ nó sẽ tự động tưới. Còn nếu mà chúng ta muốn tưới thủ công á, hoặc là kiểm tra xem còn nước hay không á, chúng ta sẽ dùng sử dụng nút mở, chúng ta bấm một lần nút mở cho nó hiện màn hình, sau đó bấm một lần nút mở nữa thì máy sẽ bắt đầu hút nước thủ công và bơm liên tục. Và chúng ta thấy nước bắt đầu được truyền tới các đầu tưới nhỏ giọt đi khắp xung quanh chậu. Đó, cứ theo cái lịch cài đặt là 10 ngày nó sẽ hút và bơm nước một lần, mỗi lần nó sẽ bơm trong vòng 60 giây và nó sẽ tự tắt theo cái lịch cài đặt của chúng ta. Đấy, còn nếu mà trong trường hợp chúng ta không thấy khi mà chúng ta bấm cái nút mở này lên mà chúng ta không có thấy nước hút lên thì tức là ở bên dưới nó hết nước thì chúng ta châm thêm nước vào. Và sau khi mà lắp cái bộ tưới hẹn giờ như thế này thì chúng ta sẽ giải cái lớp đất nung. Giải cái lớp đất nung xung quanh chậu cây để che đi cái hệ thống bên dưới, để làm cho cái chậu cây nó đẹp hơn. Chúng ta sẽ không nhìn thấy cái. Amber sống cùng thiên nhiên.